từng chia sẻ với mọi người khá nhiều rồi đúng không? Thành phần chính của bạn này là mangwurt, ngải cứu này, rồi có cucumber là dưa chuột nữa. Thì cái khả năng cấp ẩm cực kỳ tốt, cùng với cả là chống oxy hóa cho da cũng rất ok nữa. Đây là chai xịt dưỡng duy nhất mà mình thấy cái khả năng cấp ẩm của nó kiểu tốt đến như vậy. Mình thường dùng bạn này đặc biệt là trong mùa đông Hà Nội mà vừa khô vừa hanh như thế này thì mình sử dụng bạn này rất nhiều. Sau khi tắm xong vào lúc 6 giờ tối chẳng hạn mà mình không kịp skincare để đợi tới 12 giờ mình mới đi ngủ đúng không? Thì mình sẽ xịt cái bạn này lên, ngay lập tức da sẽ được cấp ẩm và nó sẽ giữ được cái độ ẩm sâu cho da tầm 3 tới 4 tiếng, đợi đến lúc mà chúng ta đi ngủ sau đó chúng ta skincare nhiều bước hơn. Fundamental Ampoule Mist mặc dù là xịt dưỡng nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó như toner hoặc là trong các bước skincare thì có thể xen kẽ bạn này vào để thực hiện skincare bánh kẹp, làm cho làn da của chúng ta đủ ẩm hơn, no nước hơn và căng bóng hơn.